Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình lại làm một mẻ cao ngựa. Cái này vẫn là cái cao ngựa thường. Và bây giờ thì các chú thì đang chặt xương để cho vào lò và đang rửa. Ở bên này thì có mấy cái thủ với mấy cái vó nhưng mà không quay được là bởi vì YouTube nó sẽ hạn chế một số hình ảnh nhạy cảm. Lần trước mình quay quay lên là nó bị hạn chế nên là lần này rút kinh nghiệm là sẽ chỉ quay xương như này thôi, không quay mấy cái đầu nữa, nó sẽ hạn chế. Đấy, thì nữa thì sẽ lại đun 6 ngày. Hôm nay là mùng 3 nhỉ chú nhỉ? Hôm nay mùng 3 tháng 5. Hôm nay là mùng 3 tháng 5 mà dự là mùng 10 được chú nhỉ? Mùng 9 mùng 10. Mùng 9 đến mùng 10 là sẽ khô. Đấy, xương ngựa đây. Dạ. 9 mùng 10 chứ được. Vâng. Đấy, bây giờ là bắt đầu đun ngày đầu tiên. Lần trước thì định làm nhưng mà cái xương là không lấy được xương tốt nên là nghỉ. Này thì mới chọn được xương tốt và làm. Cái này là này bao nhiêu cân chú nhỉ? 65 cân. 65 cân. Ừ. Đấy, củi đun túc tắc như này thôi. Củi to này thì không phải đun nhiều rồi chứ. Ừ. Sôi. Để nó dầm gì âm ỉ thôi để nó sôi. Cái củi có này có gì chú nhỉ? Không nào bảo cái gì nhỉ? Cái này là cái tái ấy, mày tái ấy. Thấy ông bà già cháu cũng đi rừng lấy tái này. Ừ. Chú có xem nào. Đấy. Ngày đầu tiên thì nó vẫn còn đầy thôi. Đang đun dần đấy. Bây giờ là cao ngày thứ 2. Đấy, nước cái bắt đầu là đục rồi. Ừ. Được đặc hơn hôm qua. Đấy, nhưng còn tận 4 ngày nữa cơ, đun còn gọi là mỏi. Củi các bạn xem này rất to. Đấy, củi này. Hết mấy cục này tối một đêm. Vâng. Cục này là hết một đêm. Ba cục cái này là được. Đấy. Cao ngựa nấu thủ công nhá. Nếu mà bạn là mua thì nó người ta thường là nấu nồi áp suất bây giờ ấy, người ta nấu nồi áp suất rất là nhiều, vớ vẩn là còn ăn cả bột xương luôn chứ không phải là mỗi cao không đâu, cốt đâu. Bởi vì nấu nồi áp suất thì nó sẽ tan cả xương luôn. Còn nấu như này thì chỉ ra cốt thôi. Nước cốt. Đấy, hôm nay là ngày thứ 7 chú nhỉ? Ngày thứ 7. Đấy, hôm qua thì chú đã lọc xương rồi. Thì mấy cái đoạn công đoạn lọc xương thì hôm qua mình mấy hôm nay mình khá là bận nên là cũng không quay được. Thì đến cái đoạn là nó là bắt đầu khô. Cái này quấy thì tầm bao giờ được khô hả chú? Cái cứ quấy như thế này là đến khi nào nó ấy khả năng là khoảng 2-3 giờ ngay là. Đấy, bây giờ chú sẽ phải ngồi đây để quấy liên tục. Lò thì ở ngoài kia hôm qua là lọc 2 lần không chú? 2 lần đấy. Vâng, lọc hết như lần trước. Trước đây mình có một cái clip làm rồi đấy. Bây giờ cứ ngồi quấy, bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Bây giờ sáng này quấy liên tục thì đến tầm mấy giờ chú? 3 giờ. 3 giờ chiều? Ừ. 3 giờ chiều nay cháu họp, không biết này, xuống quay. 3 giờ, 2 giờ, 3 giờ nữa. Đổ hay là quấy hay cô? Đổ chứ, lúc kia là đổ ra chứ. À thế à? Thế tầm 1 giờ cháu xuống là ok đấy nhỉ? Vâng, lúc kia là đang đọc rồi đấy, đang đọc. Vâng, đấy, đây là cái giai đoạn này vẫn đang lỏng các bạn nhé. Xong còn có cái công đoạn là vớt mỡ là vớt cho chú nhỉ? Vớt mỡ rồi đúng không? Vớt mỡ rồi chứ. Tối hôm qua để nó sôi, vâng. Sôi cạn xuống đây bây giờ, đấy, từ nãy đến giờ bây giờ nó cạn xuống 200 này. À đây này nhờ, cạn, đây là đây. Nhiều, cạn. Chỗ này là cạn, chỗ này. Vâng. Chỗ này cạn nhiều đúng không? Hôm qua là hai cái chỗ to kia.
một nồi một chậu này, tối hôm qua lại một chậu nữa bây giờ. Lần này được nhiều hơn lần trước. Mình làm nhiều xương hơn mà nhỉ. Này nhiều xương hơn. Đấy, các bạn lưu ý đây nhá, đây là cái không phải là làm chỉ mỗi với mục đích để bán đâu các bạn. Đây là làm là vừa để gia đình dùng luôn. Cái chỗ này là có mấy người chung nhau cơ chứ không phải là một mình làm đâu. Hôm nay là mẻ này có 4 người chung nhau làm. Đấy, làm là người ta để dùng luôn, đấy chứ không phải là để bán. Mỗi mình là mới vừa dùng vừa bán thôi, còn hai chú kia là chú ấy chung để chú ấy lấy cho gia đình chú ấy dùng. Để ăn luôn đấy. Để các bạn yên tâm về chất lượng nhá. Hàng đây thủ công đây chứ không phải là áp suất hay cái gì cả. Nếu áp suất chỉ đâu 2 ngày xong rồi. Nhưng cái này là đun liên tục 7 ngày. Đến bây giờ thì là công đoạn bắt đầu khô dần. Con này là không có nhiều mỡ hơn, không có nhiều mỡ đâu. Không có nhiều mỡ. Đợt trước được 2 Pepsi, đợt này cũng được. Không có tí mỡ nào. Đấy, đợt này nấu cao đây toàn các chú chung với nhau thôi, vừa làm vừa dùng. Bán thì ít, dùng thì nhiều thôi. Đây một chú đang chung để làm đấy. Bổ dưỡng. Tại vì mua thực phẩm chức năng. Rồi, thực phẩm chức năng biết như nào đâu đúng không? Mất nhiều tiền, còn chưa chắc đã bổ như thế này. Bây giờ là 2 giờ chiều. Cái nồi cao thì bây giờ đã bớt đi rất nhiều rồi. 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa hả chú? Bây giờ khoảng tầm đấy. 4 giờ 4 rưỡi xong ấy nhỉ. 4 giờ 4 rưỡi. Thế chú dùng lâu chưa? Cao chú có hay dùng không? Ui, chú dùng và tính đơn vị cân chứ không tính về lạ, bên đơn vị lạng bao giờ cả. Còn uống nhiều thôi. Nhiều lúc đến lúc là cắt ra nhiều viên như hàu lạc đi, ngày đi làm là ngộp một viên hàn lạc à, bằng hàn lạc của hàn lạc này. Dạ vâng. Đó, nhiều lúc đi tức là mình bây giờ nó phải giao thông giao thiết, ngụm rượu đi nó ảnh hưởng này, nên là mình là trực tiếp thôi. Ăn sống ngon mà, ngon mà cho thế ngọc. Vâng, ngộp như kẹo ba hái kẹo viên chứ. Vâng. Nhưng mà cái này thì khoảng ăn khoảng 1-2 lạng là nghỉ chứ, phải không chú? Ui, cái này mình thỉnh thoảng ăn, mình uống một đôi trăm ba ngày mình lại nghỉ. Đúng rồi, đấy, ngày mình lại chiến đấu. Như thế thì được, thế không dùng liên tục, cứ thỉnh thoảng 2-3 ngày mình lại làm một viên đúng không? Đấy. Đấy. Ui, đi làm... Cháu cũng thế, cháu cũng khoảng 1-2 ngày cháu lại làm một viên. Đây chú, nhiều lúc đi làm mệt thì bắt đầu giải lao, uống nước xong mới làm viên. Thế thôi. Cao này nó không béo đâu mà nó khỏe đâu mà. Dạ. Chưa đạt tí nào hết. Chưa được, cái này chưa được, cái này bắt đầu đi li một tí thôi. Này thì đấy, quấy bằng đũa cả thủ công thôi. Nấu cái này ngày thứ 7 rồi. Và đi nồi áp suất cả hầm 24 tiếng rồi làm mẻ cao mẻ hai kia. Hai ngày được rồi. Đấy, nó không thành đâu. Vâng. Ừ, nó không chất đâu. Ngoài làm này nó mới chất lượng nó mới cao được chứ. Vâng. Thôi vị đi nấu nhưng mà 1-2 ngày mẻ cao vui kia làm sao thành nữa. 25-30 vẫn dùng được cái má thoải mái ấy. Cao này không tuổi tác đâu, ăn nào nó khỏe thôi. Ăn nó khỏe đâu mà bồi sức khỏe đâu mà. Chứ ngày xưa các cụ không có bảo là bây giờ trẻ uống vào tí nó bị lở rết nó ra nó không chịu được. Không có để làm gì không có. Hay là thôi. Là giống kiểu trẻ con ăn thịt chó à? Vâng. Đều vậy thì đều. Cái kia ngày xưa các cụ hiếm thì mà thế là để dành cho người có tuổi đến tuổi già mới được uống mà uống sớm nó béo ra và đây làm gì có ấy. Nếu mà béo chú bây giờ lăn còn to hơn như thằng sumo Nhật Bản nó luôn. Chú là trước công tác bên giáo dục phải không ạ? Chú là giáo dục mà. Dạ. Mười 16 năm làm phòng giáo dục mà.
sau đó xin mãi mới được về trường, 2006 mới được về trường, mới cho về trường, thế là 2017 thì được nghỉ. Cũng một thời cùng với chú Thảo này cũng làm ở phòng với nhau mà. Những cái thời chú là các chú đi là trở trước rồi, còn cháu thì sau này lâu, 21 cháu mới đi làm. Chú đi ra đi dạy 2 tháng năm 79 chú đi dạy mà. Đấy, bây giờ là sắp sửa được 4 giờ rồi. Từ 4 giờ được nhưng mà vẫn chưa được. Bây giờ nếm rồi chứ chú nhỉ? Nếm chưa? Vẫn lỏng lắm nhỉ? Nói chung là nếm là nếm được, chẳng qua là mình đóng để nó già tí nó ấy thôi, để nó bay hết hơi nước đi cũng được. Đấy là nó hơi nước nó bay hết hơi nước đi. Tầm 3 phút nữa cơ. Khoảng tầm đấy. Đi rồi. Màu này, màu đẹp đấy nhỉ? Đẹp chứ. Chờ, làm chứ. Kỹ nó mới đẹp này chứ. Màu này như kiểu màu bạch ấy. Đùa lắm. Không, nó làm không? Phải vớt vệ sinh sạch sẽ nó mới đẹp này chứ. Chứ còn nó phải nấu 24 tiếng thì cái nó bạc thích thì làm cái bột xương. Dính để nhớ thơm mà. Vâng. Ăn thơm dính. Dính này nó mới phải chứ còn cái loại bọn nó nấu ấy nó tan nó không dính như là cả xương, bột xương. Bột xương nó kiểu nó còn nó có cái ấy sẵn đi. Vâng. Nó không mềm. Mịn thật, cái này mịn thật. Đấy là nấu phải như thế này các bạn. Ok. Đòi 24 tiếng làm gì nó thành nhỉ? Vâng. 20 tiếng, 30 tiếng rồi làm. Cái tiền mất tiền nó đéo thành đấy. Đúng rồi. 3 ngày, 2, 3 ngày, 2 ngày xong rồi. Ủa. Ui. Tuần 2, 3 ngày xong rồi. Đặt xuống để sáng nay thôi thì là mình bóp đi hẳn một cái lớp màng đi hết đấy. Màng mỡ. Màu đẹp nhỉ. Màu đẹp thật. Ướm này. Đấy, sau khi mà cao ngựa được là sẽ cho ra khuôn đây. Lần này hôm nay đổ ra cái khuôn này. Quấy từ sáng đến tận bây giờ là gần 4 rưỡi chiều rồi. Được rồi chứ nhỉ? Này là kiểm tra không được chưa? Phản ứng này mà. Dạ. Phản ứng này mà. Vâng. Xài lắm quá, bà nhân thấy không? Dớ chú. Ăn xài đỡ, tạm hà. Đây là chú có kinh nghiệm nấu cao rất là nhiều, rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi.
Đấy, đang kiểm xem là đã được chưa. Nếu được là sẽ cho ra khuôn. Tạm 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 thế đã. Được rồi. Được rồi. Bây giờ là cho khuôn vào đây, từ từ mới ra vào. Thôi lấy xuống để tạm hoàng cái này, nó nóng này, nó nóng lâu này. Xem được cao này. Đấy, vàng đẹp chưa? Quá trắng luôn này. Ôi dù, giải cái kia. Đây, 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 tôi bóng ấy thuận rồi, thuận rồi. Thuận ngoài kia đang chuyển khoản. Cầm cầm cái thêm được. Không hỏi ra vào được bao nhiêu cân rồi. À, đi về ngay à. Đấy, màu cao chuẩn chưa? Vàng ươm. Vâng. Đấy, vàng ươm này. Trước cũng vàng như thế này nhỉ. Màu ngay mà màu... không thích nữa thì thôi rồi. Đấy, rất là mềm mịn, không dính tay nhá. Nhỏ dính, không dính, không dính, không không dính luôn này. Hàm ô tí luôn. Đấy, rất ngon luôn này các bạn ơi, thử luôn. Tuyệt vời luôn. Ăn cơm đây à? Đằng nào ăn tối này. Thế bây giờ vẫn như lần trước, cả cho hết ra khuôn này, sau đó là cắt thôi. Mỗi miếng sẽ là một lạng. Để nguội là cắt. Nguội mới được chứ. Lấy cái bàn sản này về đây xong rồi. Không phải lấy cái rượu nữa quá. Rượu đi, cắn. Đặc lắm này. Đổ rượu vào nhắm. Đây là rượu khô, rượu rượu trắng nồi đây. Chất lượng đấy. Cái can kia phải không ạ? Đấy. Thế nhưng mà can này cũng phải có can trong muối ấy. Đấy, can kia không biết đâu. Cái can này phải không ạ? Can này phải rồi. Can này thì nó đổ nhầm luôn thì được rồi. Đúng rồi, thôi là ngọt luôn đấy. Rượu dưới. Đẩy dần ra đây là nó cũng kín hết là thì nó cắt thôi. Quanh này còn nhiều quá. Ngọt thật, ăn ngon. Muối ngọt ngọt mà. Ngon ngon bùi bùi. Ăn rất hay. Vâng. Cái này hả? Không biết cái kia phải hỏi bà mới biết đó, mình không biết đâu. Nhân. Đấy đây là cái cao thì bây giờ nó cho vào khuôn. Và ép. Đây các bạn xem này. Thì nó sẽ cắt ra thành từng miếng một, vẫn còn khá là ấm, nóng, không phải ấm nữa mà nóng. Màu rất đẹp luôn này. Bác nào không biết thì tưởng cao ngựa bạch ấy. Cái này tôi đây. Một rừng. Một cầu tí đó.
có đi gắn ý nữa mà. Ý nhưng mà tiêu hề, ôi chuyện này chỉ là ý này nó mà. Đấy, màu này. Màu sáng, tôi hao hao ngửa bạch luôn. Không biết tưởng ngửa bạch thật chứ đùa. Đây, cái này gọi là nghệ thuật trời. Vâng. Rất chuẩn. Con này nó hơi trắng trắng thì con người con này có một con ngựa trắng phải không? Ừ, nó trắng cho nên là cao giống cao người bạch luôn. Vâng, nhìn giống cao người bạch. Ôi nhìn đẹp này. Cái xem là bao nhiêu cân à? Cân rưỡi. Đâu, làm gì cân rưỡi chú? Cái này cân cân 3. Cân 3 hơn tí. Cân 3 rưỡi. Vâng. Ủa. Cân 8 cân rưỡi. Trừ đi cân rưỡi là rưỡi trừ đi cân rưỡi 7 cân rưỡi còn 7 cân rưỡi bảy cân rưỡi vâng tầm bảy ôi thành ngư con có dàn về mình lấy tám lấy cao bằng các kiểu này chăn cỏ ấy cứ phải loại chăn cỏ mới được chăn cỏ nó mới là mới tự nhiên vâng chăn cỏ mới được bán nhưng mà cái loại ăn cám với chăn cỏ ăn nó cũng khác mà nó không giống nhau luôn. Con gà đây, gà vâng, gà ăn loại ăn cám là nó sẽ mặn mặn đấy. Vâng, cái này ăn nó nhẹ, nó thanh hơn. Thơm nhai thanh rồi nó ngọt 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 cái kiểu của ấy cơ. Chú ra nghỉ chứ? Sắp nghỉ chứ? Đấy bây giờ thì sẽ tiến hành là cắt hắt cái cao cho mình. Đây là chia rồi, có hai chú thì chú ấy lấy hai phần rồi, bây giờ còn hai phần này là của chú à, của mình với chú làm này. Chú ở đây này. Chú là đây phải không? Chú ở đây này. Chú lấy đây rồi, đấy này là phần cháu đúng không? Lấy cái này này về cái. Nhưng mà lấy cần phải cần đấy xem này, xem có phải một cân 8 không? 1. Cái phần này thì do là để ở ngoài ấy, nên là nó tiếp xúc với hơi nước nên là nó sẽ hơi bị cái này là nó lạ bị ẩm bị màu đậm hơn một tí như thế cái nếu khô nó vẫn sẽ là màu nhạt đấy màu nhạt đấy bạn thấy không màu nhạt tám lạng 8 miếng này cái này chắc là có 6 lạng năm 6, 7, cũng gần 8 lạng cân hơn cân 7 mà 7 rưỡi mà. Rồi, bây giờ cắt ra thành miếng là được mấy nhiêu đúng không? 7 lạng thì cái này chia kiểu 7 miếng. Nào gọi đây. Đây là cái số cao ngựa mà mình vừa mới nấu chung với các chú nhá. Ở đây là vừa nấu và vừa để bán và vẫn vừa dùng để cái bản thân mình tự dùng luôn. Đấy, nên là các bạn yên tâm về chất lượng. Cao thì là cao ngựa chuẩn, thủ công, nấu 7 ngày liên tục. Đấy, màu rất là đẹp này. Đây lần này lấy thì có một cái con ngựa là con ngựa trắng. Đấy. Màu rất là đẹp luôn. Đấy. Mỗi cái túi này là 1 lạng nhá. Bạn nào muốn mua thì IB trực tiếp mình số điện thoại đó là 0979 110 188. Đấy, cao này thì các bạn có thể dùng để ngâm rượu hoặc là ăn trực tiếp. Mình thì như mình dùng là mình ăn trực tiếp, thỉnh thoảng thì ăn ví dụ 2-3 ngày ăn một viên. Đấy, cứ ăn liên tục như vậy. Đấy, hoặc là dùng liên tục trong vòng 20-25 ngày hết 1 lạng. Các bạn dùng giải rác 2-3 ngày một viên cũng ok. Ăn vào thì cái này nó chỉ khỏe người thôi nhá. Không phá hay bất cứ một cái gì cả. Nó không béo. Chỉ khỏe người thôi. Rất tốt cho những bác mà bị suy nhược cơ thể này. Người mới ốm dậy. Đấy. Hoặc là những bác nào mà muốn bổ sung canxi thì rất là tốt. Hoặc là bình thường thì chúng ta vẫn dùng bình thường. Khi nó đi lao động về mệt mệt thì chúng ta ngậm một viên. Thì nó hấp thụ tốt, nó khỏe người.
đấy, cái cao ngựa chuẩn nhá. Đấy, phát hiện mà các bạn bác đi xét nghiệm thoải mái luôn, thành phần 100% cao ngựa. Đấy, cam kết là hàng chuẩn, bác yên tâm về chất lượng hàng em bán. Đấy, hoặc là muốn mua dao IB trực tiếp em số điện thoại 0979110188. Đấy, cảm ơn tất cả các bác đã xem theo dõi video. Đấy, chúc tất cả các bác sẽ nhiều sức khỏe đấy, và thành công. Đấy, xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những video lần sau. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé.